Trơn Thành có vị trí chiến lược là cửa ngõ Tây Nam của tỉnh Bình Phước, là nơi giao cắt các tuyến giao thông trọng điểm gồm quốc lộ 13 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, quốc lộ 14 từ Bình Phước đi các tỉnh Tây Nguyên. Đây cũng là điểm kết nối của những tuyến cao tốc Trơn Thành, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Trơn Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông. Trơn Thành tiếp giáp khu vực phát triển công nghiệp đô thị tập trung phía Bắc của tỉnh Bình Dương, cách thành phố Thủ Dầu Một 55 km, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 80 km và cách trung tâm thành phố Đồng Xoài chỉ 35 km. Không chỉ nằm trên vị trí huyết mạch, thuận tiện về giao thông, Trơn Thành còn hội tụ nhiều điều kiện rất thuận lợi khi đất đai màu mỡ, trữ lượng nước ngọt lớn với nhiều dòng chảy sông suối, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nguyên liệu phong phú và có nguồn lao động dồi dào, năng động, thích ứng nhanh để phát triển kinh tế, đặc biệt là cho công nghiệp, đô thị và thương mại dịch vụ. Chính vì thế, lãnh đạo tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ luôn xác định Trơn Thành là địa phương trọng điểm, vùng động lực trọng điểm cả về đô thị hóa và công nghiệp hóa của tỉnh. Bên tỉnh Bình Phước là rất quan tâm đến cái định hướng phát triển của Trơn Thành. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một cái kết luận về phương hướng phát triển đô thị của Trơn Thành giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030. Trên cơ sở cái kết luận này thì Đảng bộ Trơn Thành cũng đã ban hành đề án để triển khai thực hiện. Chúng ta cũng hoàn toàn tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của Trơn Thành sẽ tiếp tục được phát triển củng cố vững mạnh, đủ sức chiến đấu để mà lãnh đạo Trơn Thành phát triển trở thành một cái xứng đáng là một trong ba trụ cột của cái tam giác phát triển Đồng Xoài, Trơn Thành, Đồng Phú của tỉnh nhà trong thời gian tới. Trong những năm qua đã có hàng trăm doanh nghiệp đến đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn Trơn Thành. Và thời gian gần đây, rất nhiều dự án lớn đã được khởi công mới. Trơn Thành đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Trơn Thành đã và đang có những bước tiến mạnh mẽ. Điều đó được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây rất cao, đạt từ 17 đến 20% một năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 95,2 triệu đồng, cao hơn 19 triệu đồng so với bình quân chung của tỉnh Bình Phước. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, đặc biệt tăng mạnh ở lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp chỉ còn dưới 20%. Đặc biệt, Trơn Thành đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư để phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng được chú trọng nâng cấp, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, diện mạo kiến trúc, cảnh quan đô thị được chỉnh trang, phát triển. Sự phát triển công nghiệp ở Trơn Thành là tiền đề quan trọng, là động lực để thúc đẩy phát triển rất nhanh không gian đô thị. Trung tâm Trơn Thành và các khu vực lân cận khác phát triển với nhiều dự án khu dân cư, trung tâm thương mại, dịch vụ, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, mang dáng dấp của một đô thị hiện đại. Nhiều khu dân cư đô thị mới, đô thị dịch vụ thương mại được đầu tư, đã giải quyết được nhu cầu nhà ở, đất ở cho người dân trên địa bàn, góp phần ổn định xã hội để người dân yên tâm an cư lập nghiệp ở nơi này. Với sự quyết tâm và nỗ lực trong công cuộc xây dựng phát triển, ngày 11 tháng 8 năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước đã vui mừng nhận được nghị quyết của Chủ tịch Quốc hội thành lập thị xã Trơn Thành theo đề nghị của chính phủ. Tôi rất vui và xin chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện Trơn Thành. Tôi mừng vì đây là một cái ước mơ rất lâu đời và của bao thế hệ đã cống hiến đóng góp để có một cái Trơn Thành như hôm nay. Thị trấn Trơn Thành là cái trung tâm đô thị phát triển. Các cái xã mà sắp tới là cái trở thành thành lập phường thì cũng đang thay đổi rất là nhiều. Đời sống nhân dân cũng được nâng lên rõ rệt. Thị xã Trơn Thành và các phường trực thuộc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Trơn Thành. Với diện tích tự nhiên hơn 390 km2, quy mô dân số hơn 121.000 người, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 5 phường Hưng Long, Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành và 4 xã Minh Thắng, Nhà Bích, Minh Lập, Quang Minh. Diện mạo quê hương đang từng ngày đổi mới. Đô thị hóa đã đem đến cho cuộc sống của người dân nhiều tiện ích. Niềm vui, phấn khởi, tự hào là cảm xúc chung của các tầng lớp nhân dân khi Trơn Thành được lên thị xã.
Theo quy hoạch, đến năm 2030, tầm nhìn 2040, Chân Thành sẽ là khu vực phát triển công nghiệp đô thị tập trung của tỉnh Bình Phước, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ và hiện đại, đảm bảo sự phát triển hài hòa với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên môi trường. Chân Thành sẽ phát triển lên đô thị loại 3 vào giai đoạn 2026-2030, là một đô thị trung tâm tiểu vùng phía Nam Bình Phước. Đô thị Chân Thành được xây dựng và phát triển theo hướng năng động, sinh thái, thông minh. Niềm vui và hạnh phúc lớn lao trước sự phát triển của quê hương đi liền với khát vọng, trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Vững niềm tin, thị xã Chân Thành sẽ cùng với tỉnh Bình Phước ngày một phát triển, vươn cao.